Mỡ máu là tên gọi thông thường của lipid máu, bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó quan trọng nhất là cholesterol. Cholesterol là một chất béo có ở màng tế bào của tất cả các mô tổ chức trong cơ thể. Cholesterol tốt, HDL, có vai trò làm cho thành động mạch mềm mại để lưu thông máu tốt hơn và có khả năng bảo vệ thành mạch máu. Trong khi đó, cholesterol xấu, LDL, làm cho xơ vỡ thành động mạch. Mỡ máu tăng cao khi cholesterol xấu gia tăng và cholesterol tốt suy giảm, gây ra nhiều loại bệnh tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Một thành phần quan trọng khác của mỡ máu đó là triglyceride, còn được gọi là chất béo trung tính, đóng vai trò quan trọng như là nguồn cung cấp năng lượng và chuyên chở các chất béo trong quá trình trao đổi chất. Nhưng nếu chỉ số này tăng cao cũng sẽ gây ra tình trạng xơ vỡ mạch máu. Tăng triglyceride thường gặp ở người bị béo phì, lười vận động, đái tháo đường, uống nhiều rượu bia và hút thuốc lá. Những người bị tăng chỉ số này thường kéo theo tăng cholesterol toàn phần, tăng cholesterol xấu LDL và giảm cholesterol tốt HDL. Chất béo trong khẩu phần ăn đóng một vai trò quan trọng. Nếu chúng ta ăn một lượng vừa phải và lựa chọn chất béo có lợi thì sẽ tốt cho sức khỏe. Đối với người Việt, chất béo nên chiếm từ 18 cho đến 20% tổng năng lượng tiêu thụ. Ở người trưởng thành, nếu khẩu phần có khoảng 30g chất béo thì trong đó nên có 20g là chất béo có nguồn gốc từ thực vật. Đối với người đang bị mỡ máu cao thì lượng chất béo nên ăn khoảng 15% tổng năng lượng. Nhưng điều quan trọng là nên chọn ăn loại chất béo tốt. Đó là những axit béo chưa no, một nối đôi như axit oleic, có tác dụng góp phần làm giảm cholesterol toàn phần, cholesterol xấu và hạn chế suy giảm cholesterol tốt. Loại axit béo này có nhiều trong các dầu thực vật như dầu ô liu, dầu lạc, dầu hạt cải, dầu đậu nành hoặc các axit béo omega 3 có trong các loại cá biển như cá hồi, cá thu hay cá trích, cùng với các loại hạt như hạt điều, hạt lanh, hạt maca. Khi chế biến thức ăn, nên sử dụng các loại dầu ăn trên ở dạng sống như trộn salad hoặc cho vào món hấp, xào ngay trước khi bắc ra khỏi bếp thì mới giữ được cấu tạo hóa học và tác dụng của các axit béo không no. Người bệnh nên hạn chế ăn các loại mỡ và nội tạng động vật. Không nên ăn nhiều các món xào, rán, nướng trong thực đơn hàng ngày. Thay vào đó, nên tăng cường ăn các món luộc, hấp, vừa hạn chế mất nhiều các chất dinh dưỡng, đồng thời không làm biến đổi thực phẩm thành các chất có thể gây hại cho cơ thể. Một số loại thực phẩm tốt cho người bị mỡ máu cao. 1. Thực phẩm giàu chất xơ. Ăn nhiều chất xơ không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn giúp giảm cân hiệu quả. Việc duy trì trọng lượng khỏe mạnh làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa rối loạn mỡ máu, có tác dụng loại bỏ một phần chất béo và cholesterol hấp thụ vào cơ thể. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, việc bổ sung thêm chất xơ là một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh, giúp cải thiện mức cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ. Chất xơ hòa tan làm giảm cholesterol xấu, giảm viêm và hạ huyết áp. Các nguồn chất xơ hòa tan bao gồm cây họ đậu, hạt lanh, yến mạch. 2. Ăn các loại thịt trắng. Người bệnh mỡ máu cao nên sử dụng các loại thịt trắng như thịt gia cầm, bò da, cá là những thực phẩm có chứa hàm lượng cholesterol thấp. Ăn quá nhiều thịt đỏ sẽ làm cho bệnh tình tiến triển xấu hơn. Ngoài ra, người bệnh cũng nên tránh thịt mỡ, thịt có gân, có da. 3. Quả bơ. Trái bơ cung cấp nhiều chất xơ, chất béo không bão hòa đơn, protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nghiên cứu cũng cho thấy việc bổ sung quả bơ vào chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe tim mạch và có thể làm giảm cholesterol xấu, nguyên nhân làm tắc nghẽn động mạch và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim. 4. Dầu ô liu. Theo nghiên cứu, axit béo chủ yếu trong dầu ô liu là chất béo không bão hòa đơn, được gọi là axit oleic, chiếm 73% tổng hàm lượng dầu. Dầu ô liu chứa nhiều chất chống oxy hóa. Những chất chống oxy hóa này có hoạt tính sinh học mạnh, có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Chúng cũng chống lại chứng viêm và giúp bảo vệ cholesterol trong máu khỏi quá trình oxy hóa. Hai lợi ích này có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.